Và chỗ này là một cái khung cảnh khác này, các bạn có thể thấy phía xa xa cũng là thấy toàn tòa nhà với tòa nhà và những cái cột sóng này. Phải nói là khung cảnh này rất là thích thú luôn. Wow, khung cảnh đẹp. Và ở phía dưới này các bạn có thể thấy là dưới có một cái con đường, và các bạn so thử xem những cái tòa nhà, và phải nói là cao, thật là cao. Ở dưới là hơi tối nha. Wow, phải nói là rất là đẹp.